Có rất nhiều người có những ước mơ to lớn và mục tiêu to lớn, nhưng mà chỉ có rất ít người đạt được cái mục tiêu to lớn đó. Tại sao lại như vậy? Kể cả nhiều người đạt được mục tiêu rồi thì họ vẫn không hạnh phúc sau khi đạt được mục tiêu. Hầu hết mọi người không hạnh phúc, không đam mê, không có mối quan hệ, không kiếm được nhiều dòng thu nhập như họ mong muốn. Tuy nhiên vẫn có một số ít người họ đạt được mục tiêu như họ mong muốn. Một số ít người họ rất giàu năng lượng. Một số ít người đạt được cái sự tự do tài chính vĩnh viễn. Những người đó là những người hạnh phúc nhất, là những người thành công nhất. Họ không chỉ là những người chỉ biết nói, mà họ là những người biết hành động. Cuộc đấy quan tâm thiên hạ nói cái gì? Anh chị không cần quan tâm lời tôi nói, mà hãy quan tâm những gì mà tôi đã làm trong suốt 3 năm vừa qua. Hành động luôn quan trọng hơn lời nói. Chúng ta phải rèn luyện cho mình là người biết hành động chứ không phải là chỉ biết nói. Lúc mà tôi còn nhỏ, tôi chỉ là một đứa nhóc thôi ấy. Tôi đã không có tiền để đi mua đồ ăn. Và tôi rất là yêu thương các bạn của tôi, nhưng mà bạn của tôi lại không thương lại tôi. Và thậm chí là có nhiều đứa trẻ nó xấu tính vô cùng, nhưng mà nó lại có nhiều đứa bạn yêu thương nó. Tôi mới đặt câu hỏi rằng là tại sao có người hạnh phúc, tại sao có người bất hạnh, tại sao có người thành công và tại sao có người không thành công. Ngay còn nhỏ tôi nghĩ là chắc là vì mình sống trong một môi trường nó khó khăn nên cuộc đời của mình nó mới thế này. Còn những đứa trẻ kia nó tốt hơn là vì nó có một gia đình giàu có hơn. Nhưng mà bản chất thật sự nó không liên quan đến hoàn cảnh mà tôi vừa nói đâu. Sau khi tôi lớn lên, tôi được có cơ hội gặp câu lạc bộ của những người thành công. Tôi được đọc và tìm hiểu tiểu sử của những người thành công khác. Tôi đã nhận ra vấn đề. Tôi đã đọc tiểu sử của những người vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Cuộc đời của họ là như thế nào? Họ đã trải qua khó khăn gì? Điều đầu tiên là tôi không nghĩ họ thành công là vì may mắn nữa. Tôi không nghĩ họ thành công là vì họ có hoàn cảnh tốt hơn tôi nữa. Tôi tìm hiểu có những người thành công đó, quá khứ họ đau đớn và khổ sở lắm, nên họ mới có cái khao khát bên trong mình, khao khát trở thành một người thành công, khao khát trở thành một người vĩ đại hơn, để có thể làm được nhiều thứ mang lại hạnh phúc cho cuộc đời này hơn. Khó khăn chung mà mọi người gặp phải không phải là con người ta thiếu thông minh, mà là vì họ thiếu khao khát, cho nên họ mới không thành công. Nếu anh chị không khao khát thì anh chị có mặt ở đây không ạ? Anh chị có ngồi đây không ạ? Có anh chị nào bị kéo lê đến đây để học video này không ạ? Có anh chị nào bị kéo lê đến đây để vào môi trường câu lạc bộ không ạ? Nếu như anh chị bị kéo lê đến đây để học, bị ép để học á, thì tôi đau lắm, tôi bận lắm, tôi mệt lắm, tôi khó lắm. Thì thôi, anh chị có thể rời nhóm, anh chị có thể là về nhà, anh chị đừng có học nữa. Nhưng mà đường nào anh chị cũng đã đến môi trường câu lạc bộ rồi, thì anh chị hãy học hết mình đi, anh chị hãy trải nghiệm hết mình đi. Đã có lúc tôi đọc được một câu chuyện mà thay đổi cuộc đời của tôi. Vì tôi không thể nào lấy cái cớ cho cuộc đời của mình nữa, tôi cũng không thể nào nói cái điều linh tinh cho cuộc đời của mình nữa. Và một câu chuyện đó là một người phụ nữ, khi cô ta sinh ra, người cha đã không có mặt bên cạnh người mẹ. Người mẹ lúc đó chỉ có 13 tuổi thôi. 13 tuổi là một đứa nhóc con đã sinh con. Nghe thấy như thế, anh chị đoán thử rằng là đứa con của cái cô gái 13 tuổi đó tương lai sẽ ra sao? Đứa trẻ đó mới vừa lớn lên được một chút thì lại bị lạm dụng nhiều lần trước khi đến tuổi 12. Những người thân trong gia đình và bạn bè đã lợi dụng cô gái đó. Vậy tương lai của cái đứa con của cô gái 13 tuổi đó sẽ ra sao? Đó là một đứa nhóc người Mỹ gốc Phi, là một người da đen, là một người phụ nữ không có cha, lại bị lạm dụng rất nhiều lần. Mà chưa hết đâu, đến năm 13 tuổi cô ấy lại sinh con giống như mẹ của mình. Một đứa nhóc người Mỹ gốc Phi, màu da đen, lại không có cha, lại bị lạm dụng tình dục, 13 tuổi đã sinh con. Và sau khi sinh con thì đứa con nó đã không còn. Vậy làm sao đứa trẻ đó nó lớn lên thành công được anh chị? Nhưng mà anh chị có biết đứa bé đó ngày hôm nay nó đã trở thành ai không ạ? Đó là một nữ hoàng truyền hình, Oprah Winfrey. Sau khi Oprah sinh đứa con đầu tiên và đã không còn, thì cô đã bị đưa đến nhà thương điên. Và sau 4 ngày thì cô được thả ra ngoài. Có một người đàn ông đã đến nói rằng là ông ta là cha của Oprah. Và chính cái người đàn ông đó đã thay đổi niềm tin của Oprah rằng là cô có thể thay đổi và trở thành một người thành công. Sau này Oprah đã thay đổi được niềm tin và cô trở thành người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Không phải lịch sử gia đình của chúng ta nó quyết định vận mệnh của chúng ta đâu, mà chúng ta đưa ra quyết định như thế nào thì chúng ta mới có thể thay đổi được. Chính vì thế anh chị mới vào nhóm học tập với Thơ. Chúng ta cùng học với nhau. Câu lạc bộ sẽ chia sẻ cho anh chị nhiều điều để anh chị có thể đưa ra cái quyết định thay đổi cuộc đời của mình, giúp cho chúng ta đạt được cái trạng thái năng lượng đỉnh cao cho cuộc đời của mình. Vì những quyết định của chúng ta nó mới thay đổi cuộc đời của chúng ta, chứ không phải là những thông tin chúng ta học được trong đầu. Vì thế điều quan trọng nhất tôi muốn nói với anh chị là chúng ta phải học được cái cách đưa ra những quyết định thay đổi cuộc đời của mình, chứ không phải là đổ lỗi cho những cái hoàn cảnh xung quanh của chúng ta.